Câu số 1 bỏ hai phách. Phách số 3 có nốt luyến rê mi, rê mi mi. Câu số 1 lại. Câu số 2 bỏ hai phách là đô rê. Câu số 2 lại. Câu số 3 bỏ hai phách son la đô xem dung nhan đó. Câu số 3. Câu số 3 lại. Câu số 4. Chứ bây giờ ra sao? Đang cả bốn phách luôn. Đô la rê mi la son la. Câu số 4 lại. Câu số 5 có hai phách, bỏ hai phách. Rê mi la. Câu số 5 lại. Câu số 6 đôi má đào bỏ hai phách son lá rề. Câu số 6 lại. Câu số 7 như ngày nào mi là bỏ hai phách. Câu số 7 lại. Đến đây thì bỏ một nhịp. Đến câu số 8 bỏ một phách. Là đô rê mi rê. Các bạn nghe lại. Bỏ một phách. Câu số 8 lại. Bỏ một phách. Câu số 9 em như bỏ hai phách son la. Câu số 9 lại. Nốt son la là nốt luyến. Câu số 10 tấm vải lụa đào bỏ một phách. Bỏ một phát. La đô mi la mi rê mi. À, ở đây có 6 nốt. Chúng ta đàn nhanh thì chúng ta nghe mới đúng cái chữ tấm vải lụa đào. Bỏ một phát. Các bạn nghe
nghe lại. Bỏ một phát. La đô mi la mi rê mi. Câu số 11. Thương thâu đêm. Bỏ hai phát. Si si la si. Câu số 11 lại. Câu số 12. Giấc ngủ xanh sao. Bỏ một phát. Rê la si rê rê. Bỏ một phát. Câu số 12 lại. Câu số 13. Em có bề nào. Bỏ một phát. Đô rê son son. Câu 13 lại. Câu 14. Ai đón ai đưa. Bỏ một phát. Đô rê si đô si la. Chỗ này luyến ba các bạn. Các bạn nghe câu số 14. Bỏ một phát. Đô rê si đô si liên ba. Rồi nghe lại nhịp số 14. Sau nhịp số 14 chúng ta bỏ nguyên một nhịp, tức là chúng ta sẽ có 4 phát nhậm chân. Rồi qua nhịp là chúng ta qua phần điệp khúc. Tức là cái bài này thì cấu tạo của nó gồm 3 phần giống nhau, là một phần vừa rồi là một đoạn, sau đó đến cái phần điệp khúc, rồi hai lần lặp lại y vậy nữa. Cho nên chúng ta chỉ cần học một lần. Như vậy bắt đầu qua chỗ cái điệp khúc. Cuộc đời thì cũng có hai phát thôi. La son la. Bỏ hai phát. Nghe lại nhịp số 1 của điệp khúc. Nhịp số 2 là vết trắng. Cũng bỏ hai phát luôn. Đô rê mi mi rê mi luyến lùi luyến vuốt. Rồi nghe nhịp số 2 lại. Nghe nhịp số 2 bỏ hai phát. Nhịp số 2 lại. Do re mi mi. Rồi nhịp số 3. La rao thưa đô đô re. Một. Bỏ hai phát. Nhịp số 4. Thương em tiếng sáng mùa. Bỏ một phát. Rê rê mi mi rê đô la. Các bạn nghe nhịp số 4. Nhịp số 4 lại. Nhịp số 5. Một mai bỏ hai phát. Mi la si. Bỏ hai phát. 1 2. Một mai. Các bạn nghe lại nhịp số 5. Yeah.
Nhịp số 6, mướt ngáo em. Chỗ này cũng có luyến ba luôn các bạn, bỏ một phát. Rê mi, rê mi rê si. Các bạn nghe lại nhịp số 6. Nốt liếng ba rê qua mi, chỉ đàn một nốt. Nhịp số 7, áo mộng đường mềm, bỏ một khoát. La mi rê. Nghe lại nhịp số 7. Nhịp số 8, dáng nhỏ chân đêm, cũng bỏ một phách. La rê mi. Nghe lại nhịp số 8, bỏ một phách. Rồi, bây giờ tôi sẽ đàn thật chậm lại đoạn số 1 cho các bạn nghe. Rồi, phần điệp khúc. Bỏ hai phách. À, như vậy trong quá trình chúng ta đàn thì chúng ta sử dụng những cái kỹ thuật nhưng mà rung, như là rung hay là reo. À, thì cái này hồi nãy tôi chỉ đàn bình thường cho các bạn nghe, là đàn đúng chuẩn thôi. Thì các bạn có thể nghe lại một lần nữa để đàn hơi nhanh chút và đàn có kỹ thuật cho nó nghe hay các bạn nha. Tôi đàn lại từ đầu cho đến điệp qua điệp, đoạn điệp khúc luôn.
Như vậy thì rõ ràng là các bạn thấy chỗ nào mà một phách có những cái dấu sao mà có một nốt thì chúng ta có thể áp dụng kỹ thuật reo. Rồi, chỗ nào là có chữ L thì các bạn sẽ đàn nốt luyến, tức là bạn đàn một nốt. Và chúng ta bấm hai chỗ, thí dụ chỗ này. Sol La, Re Mi. Chỗ nào có chữ V tức là nốt vuốt. Chỗ nào có hai cái dấu mũi tên là luyến ba thì chúng ta đàn nhanh, chỉ đàn một tay phải một cái thôi. Rồi, giống như cái chỗ mà ai đón ai đưa, hay là cái chỗ lá bét trắng, à cái chỗ mưa cao em. À, như vậy nếu cái câu số 6 của điệp khúc chúng ta đàn có cái kỹ thuật reo nốt rê. À, như vậy thì chúng ta thấy có nốt liếng 3. À, ở những cái clip trước thì tôi đã có nói về vấn đề các cái kỹ thuật này rồi. Thì cái phần hướng dẫn của tôi đến đây là kết thúc. Tuy nhiên các bạn thấy là trong cái clip mà tôi đàn mẫu thì tôi đàn ở cái tông re si thứ. Còn cái bài này tôi hướng dẫn các bạn là ở tông la thứ. Thì không sao cả. Thì trong một hai ngày sắp tới đây thì tôi sẽ soạn luôn cái ký âm của cái tông si luôn cho các bạn. Tôi sẽ up lên một lần là có cả tông la và tông si. Thì tông si đó thì các bạn mới đàn theo cái beat nhạc có sẵn được. Còn cái này tôi dạy tông la cho các bạn mới tập thì cũng dễ dàng sẽ tập được tông la. Và có ký âm tông si thì các bạn tập tương tự như vậy. Như vậy thì cái phần hướng dẫn của tôi về cái solo giai điệu của cái bài Trộm Nhìn Nhau tông la thứ đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở video clip tiếp theo.